Bẩm hoàng thượng, Trang Phi nương nương đang quỳ trước sảnh. Hoàng thượng, hoàng thượng ơi, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy gặp thần thiếp. Hoàng thượng, hoàng thượng ơi, hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy gặp thần thiếp. Hoàng thượng, hoàng thượng ơi, xin hoàng thượng hãy nể tình cha của thần thiếp đã từng lập công. Hoàng thượng, hoàng thượng ơi, cha của thần thiếp sống cáo lão hồi hương rồi. Nương nương, người đứng dậy đi, người đã quỳ suốt 3 ngày rồi. Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy gặp thần thiếp. Hoàng thượng, hoàng thượng, nương nương à, xin người hãy về đi. Hoàng thượng đã định ngài hành quyết Lưu Tổng Trấn rồi ạ. Nương nương, nương nương, người đâu, người đâu? Truyền Thái Y. Hoàng thượng, hoàng thượng.